bất lực với chú chó Golden ngày nào cũng trốn sang nhà bà nội để ăn chực. Đi qua bên đây ha, đi qua bên nhà bà nội tao kiếm nãy giờ trời mưa trời gió dám qua bên nhà cô hai bên bà nội mày để ăn vậy. Trời đất ơi, cô kìa xuống quá ha, cô kìa nằm đút hạt dẻ rồi cho ăn kìa. Một chiếc Golden nhìn mặt thì rõ ngoan hiền dễ thương, nhưng xin giới thiệu với mọi người, đây chính là chúa tể ăn chực. Thấy con sen sơ hở cái là liền trốn nhà mà chạy sang bà nội để nằm ăn chực. Không phải một hai lần mà cứ hễ ngày nào cũng vậy. Loay hoay công việc đến khi sen gọi nó thì chẳng thấy đâu, liền tức tốc đi tìm mà không thấy. Ngờ đâu qua nhà bà nội thì thấy nó nằm chiếm chệ trên chiếc võng, rồi còn được bà đút cho ăn vậy nè. Trời ơi, xưa nằm giỏng rồi, trời ơi, ngon, ngon dữ rồi. Nằm giỏng rồi ăn rồi. Yeah boy. Tao đi kiếm mày mưa gió, tao đi kiếm mày. Đi kiếm mày mưa gió, đi kiếm nãy giờ muốn thấy bà luôn. Đưa con Bi đi học về rồi đi kiếm mày, ai ngờ nằm đây ăn hạt dẻ. Thực sự là vừa bất lực lại vừa buồn cười, mà con sen cũng chẳng thể làm gì hơn. Không biết học đâu ra cái thói hư tật xấu này vậy không biết. Đã thế lại còn được bà nội cưng chiều, không khác gì là đứa cháu cưng. Nên khi bị sen mắng vốn, nó cứ đưa cái mặt khinh bỉ ra xem tức không cơ chứ. Ăn cơm mày lại đi qua đây ăn chực à? Con nói ngay bắt đầu nhướng nhướng mắt, nói là nhướng nhướng mắt à? Ăn chực thì tao nói ăn chực. Riết rồi nhà bà nội cũng chính là ngôi nhà thứ hai của nó. Ăn chực còn nhiều hơn cả ăn ở nhà nữa cơ mà. Mai mốt chắc chuyển hộ khẩu qua nhà bà nội cho nó luôn, chứ hơi sức đâu mà đi tìm nó về hoài. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.